Nếu như thời gian qua em Mai giới thiệu những cái bất động sản ven sông nó có cái giá thành cao thì sẽ hạn chế một số khách hàng cũng yêu thích cái bất động sản ven sông nhưng mà muốn cái giá thành nó rẻ hơn. Thì ngày hôm nay em Mai giới thiệu đến cả nhà mình một bất động sản. Đây là một cái sản phẩm ven sông có cái giá thành rẻ hơn, mềm hơn so với những cái sản phẩm trước đây ha cả nhà ha. Ở đây là cái đường một sẹt của đường đó là đường ngoài đây tên đường gì ạ? Đa Lộc. Một sẹt đường Đa Lộc ha. Vị trí đất này cách 200m đường Đa Lộc thôi. Đường này còn mở rộng cho nên chủ nhà đã chủ động đã xây cái hàng rào xích vô ha cả nhà ha. Đường này sẽ mở rộng thành 10m. Đã có quy hoạch và dự án lên hợp dân rồi, cho nên chủ nhà chủ động xây cái hàng rào xích vô rồi, cho nên cả nhà mình hình dung trước mắt mình là một con đường 10m đi nha cả nhà nha. Quá đẹp luôn đúng không cả nhà. Và đây là một cái bất động sản ven sông cần bán ngày hôm nay, có diện tích là 1.600m². Cả nhà nhìn cái mặt tiền thôi đã thấy xinh đẹp đúng không cả nhà. Một cái tường rào, một cái cổng, một cái những cái bụi bông giấy nè, chuẩn bị nè cả nhà. Khi bụi bông giấy này lớn nó tràn qua cái cổng này thì đẹp xuất sắc luôn ha. Đây, tường rào cổng quá trời đẹp luôn cả nhà. Đó thì em Mai mời cả nhà mình nhìn hết cái mặt tiền trước đi. Mặt tiền này có chiều ngang là 16m và cái đất này nó có chiều ngang có 15m thôi nha cả nhà, 15m và chiều dài 110m. Diện tích của nó là 1.600m². Sau khi mình nhìn ngắm kỹ con đường trước đất và mặt tiền rồi, em Mai mời cả nhà mình vào bên trong. Em Mai sẽ vừa đi vừa nói các thông tin chi tiết về bất động sản này, điểm mạnh nó là gì cho cả nhà mình xem nha. Em Mai mời cả nhà vào trong nha. Đây, một cái cổng kiên cố rất là sang trọng và hai bên đã có hàng rào bao quanh, đường đi ở giữa không có bê tông hóa nhiều đâu. Này, tường rào này cao khoảng 2m, xây rất là cao, rất là đẹp, dạng biệt thự. Và vào bên trong đất, mặt tiền 15m. Cổng thì có hệ thống mở tự động và đất có camera quan sát nha cả nhà. Anh chị nào ở xa thì mình yên tâm về vấn đề này. Nhìn ngắm cái khuôn đất đi cả nhà, cổng hàng rào quá đẹp ha. Và đây là có một cái đường đi trên đất. Và cả nhà ơi, bên tay trái của em Mai nè, cả nhà nhìn thấy quá trời hoa luôn. Đúng là một cái mô hình nhà vườn nghỉ dưỡng mà đặc biệt giá rẻ nha. Đó, hoa nhái, hoa sao, quá trời đẹp luôn. Thích nhất là khi về nhà vườn á cả nhà, mà nó có những cái vườn hoa như vậy là cực đẹp, rất là yêu thích luôn. Tổng quan của bất động sản này có 1.600m² thôi, ngang 15, dài 110, là ở địa chỉ là xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hiện hữu nó vậy nè, bên đây hoa, rồi bên đây có vườn rau sạch luôn, đất có camera, anh chị dễ dàng, rất là dễ dàng quản lý ha. Cái này là hoa gì vậy ta? Quên rồi. Cái gì tím á? Bằng lăng. Bằng lăng tím, chu trà. Này nó nở này tới mùa bằng lăng rồi cả nhà. Bằng lăng tím nè. Cây này cây nhãn, độ rộng 15m thì mình có thể làm nhà cũng được nè. Mình làm để cảnh quan cũng được nè, hồ cá coi, hồ bơi cũng được ha. Thì chủ đang bố trí là vườn cây ăn trái ở đây nè, chôm chôm. Đây là mỗi thứ là anh trồng một loại nhãn, hoa, rồi cây tạo cái hòn non bộ nè, hệ thống bét tưới tự động nha cả nhà. Đây bét tưới tự động nè. Còn ở bên đây là vườn rau sạch, các loại rau. Thì anh chị ở Hồ Chí Minh hoặc ở Hà Nội nếu như thích một cái nhà vườn nghỉ dưỡng thỏa các tiêu chí giáp sông, diện tích vừa phải, có vườn hoa, có vườn rau sạch. Ồ trời, đây là rau muống nha cả nhà. Mình luộc một ít rau muống, cái nước luộc cái mình vắt chanh vô nha. Đây rau sạch để tránh nha, không có sử dụng thuốc, cho nên là sẽ dùng cái lưới này để bảo vệ không có trùng vào. Ở nhà ơi, trong đây là trời lá quế quá trời quá đất, rau đai, mướp, dưa leo, lá quế, bếp tưới tự động hết luôn, quá trời đẹp ha. Thôi tập trung nói về cái bất động sản này nha. Nếu như những anh chị nào thích những cái tiêu chí là có vườn cây ăn trái, có vườn rau sạch, có vườn hoa xinh đẹp, phù hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng, diện tích vừa phải, trước giáp đường lớn, Sau giáp xong thì em Mai mời cả nhà mình đừng bỏ qua cái bất động sản này nha. Đặc biệt là cái giá chỉ có 5 triệu một mét vuông, thành tiền cho là tương đương là 5 tỷ một sào á, là thành tiền có 8 tỷ cho bất động sản này nha. Trời ơi, đây là cây xoài. Ui, cây xoài gốc to lắm. Rồi, ở đây có cây sầu riêng. Đường đi thì được thiết kế là không phải ấy được. Anh chủ chia sẻ là anh nhờ kiến trúc sư thiết kế cái khuôn viên đất này theo kiểu mẫu là nhà vườn á cả nhà. Wow, ở bên đây là cây cóc này cả nhà ơi. Trời ơi, chút nữa xin mấy trái nha. Anh chủ ảnh có dặn là đây cóc nè, anh chủ ảnh có dặn là ố chui cha về vườn anh á, thì anh hôm nay lâu không có về, có cây trái thì mấy đứa cứ hái đi em. Có em hái luôn đi. Trời ơi, anh chị nào ơi, tại vì em tính để dành á, em tính để dành khi anh chị đi coi đất hái, nhưng mà em sợ anh chị đi coi đất không kịp, nó già rồi. Anh chị ơi, coi nè, 2 trái em xin phép hái trước nha. Em cũng muốn chờ anh chị hái lắm nhưng mà sợ nó già mất uổng. Ôi, hôm nay bầu này mình sẽ về mình nấu nấu với tôm ha. Còn nếu mà mình luộc á thì mình làm trứng luộc, nước mắm, tỏi, ớt. Xong rồi cái anh chủ anh chủ được phép của anh chủ nha mọi người. Anh chủ anh dặn là vô coi đất á thì có cây trái gì hái đi, để anh lâu không về nó già. Có cóc nữa kìa, chút nữa hái cóc. Ôi khổ qua, khổ qua. Rau muống, rau muống nhiều quá. Mình ở thành phố á, mình mua đồ ăn ấy mình cũng lo lắng đúng không cả nhà. Mình không biết là cây trái có sạch không, có nhiều thuốc không. Thì anh chị ơi, nếu như mình có điều kiện á, mình sở hữu cho cái vườn nhỏ nhỏ nè, mà hôm nay có sản phẩm đẹp giá rẻ nữa, anh chị mạnh dạn đi xem cái vườn này đi, thì em bảo đảm mọi người sẽ thích nè. Ở địa chỉ này á, là xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nha. Em Mai sẽ bổ sung cái đường đi từ ngoài kia vô cho cả nhà mình xem. Ở đây là cây xoài, ở đây là cây chôm chôm, ở đây là cây đu đủ, bét tứ tự động hết vườn. Ở đây cây xoài tiếp. Bên đây là cây bắp, cái vườn bắp cả nhà ơi. Có trái bầu nữa kìa, cũng hái nó già uổng lắm, không biết gặp hôm nay. Chút nữa có cái anh kia anh hẹn đi coi đất á, mình cho ảnh ăn phụ. Em hái dây bầu này nữa nha cả nhà ơi. Biết nói làm sao ha, nhiều khi môi giới thời buổi này á anh chị, đất đai ế ẩm quá, cái xong mình đi vườn mình có ít rau củ vậy nè, cái về mình luộc. Em giờ món bầu này em làm bầu luộc, trứng vịt luộc, cái em đâm tỏi ớt, nước mắm. Rồi ăn bầu luộc ha, nước mắm. Đây là bắp nè cả nhà. Hồi nhỏ là hái mấy cái bắp non á làm búp bê. Những cái rau bắp này sẽ làm tóc của cô gái búp bê nè. Cột lên, đánh rối lên, cột lên cưng ơi cưng luôn. Bắp này mình nấu nước mình uống, bắp non á mình nấu nước mà mình uống là ngon lắm. Về tới đây thì rất là mát, rất là tuyệt vời luôn. Ở đây tới đoạn này thì cái phần mà rau sạch thì anh sẽ kết thúc ở chỗ đoạn này. Anh trồng đây là cây lý, và bên đây là cây mận, sau đó ở đây là mở rộng ra. Chỗ này thì chắc là mình sẽ làm được cái nhà nè. Cả nhà ơi, em Mai chia sẻ thêm thông tin là đất này là 1.600 m², ngang 15 m và dài 110 m. Thì cái độ dài 110 m này sẽ làm yên tâm một số khách hàng mà ven sông kỹ tính, là yêu cầu là phải có độ dài nhiều, độ dài lớn để an toàn đường được đảm bảo an toàn đường thủy á, thì khoảng 30m 50m, thì còn lại khúc đầu á, thì tha hồ mà xây dựng ha. Rồi nói thêm về vấn đề pháp lý là có sổ riêng và chủ đang nộp hồ sơ xin lên 200m thổ cư cho cái đất này, và cái giá bán mà 5 triệu 1m2, 5 tỷ một sào bất động sản này á, là đã bao gồm bao luôn có 200m thổ cư trong cái đất này rồi nha. Rồi em Mai mời cả nhà mình xuống ven sông thôi. Ven sông là một cái điểm nhấn quan trọng của bất động sản này. 5 triệu 1m2, chiều dài 110m, rất là yên tâm cho cả nhà mình. Và trên đất đang có một cái căn nhà tiền chế như thế này, nhà container, có camera giám sát luôn, có phòng ngủ, có phòng vệ sinh, có một cái kho để đựng đồ. Và đây là quang cảnh ở đoạn cuối của đất. Đất này có 3 điểm mạnh. Thứ nhất, pháp lý có sổ riêng. Thứ hai, bao luôn có 200m thổ cư. Thứ ba, nó có chiều dài 110m, rất là yên tâm về vấn đề là an toàn đường thủy, an toàn quy định về cách mép sông bao nhiêu, cho nên cả nhà yên tâm. Hoa lá cây trái đã được trồng phủ kín luôn rồi, nên là mình sẽ về đây thì mình sẽ không cần làm gì nhiều hết, bét tưới tự động luôn nha cả nhà. Và bây giờ là đến đoạn cuối đất. Trên đất là có điện sẵn nha cả nhà, điện nên mà có camera, rồi bét tưới tự động, máy bơm. Đây bên này là có cái hệ thống máy bơm nè cả nhà, điện, nhà container, những cái dây khổ qua rừng rất là đẹp. Và chủ rất là kỹ, cho nên phần cuối xong thì đã có xây một cái hàng rào rất là kiên cố nè, quá trời kiên cố đẹp luôn. Cả nhà ơi, nhìn thấy cái hàng rào ở cuối đất đi rồi mới biết là gia chủ rất là kỹ tính, rất là an toàn, đảm bảo an toàn đường sông ha. Đây, phần này có hàng rào kiên cố cao ráo lên, cả nhà nhìn thấy hết đúng ha. Rồi, từ chỗ này ra ngoài bờ sông là có bờ kè cả nhà ơi. Có bờ kè thì chúng ta sẽ, chủ sẽ đã làm bờ kè rồi, cho nên mình chỉ sử dụng thôi ha. Có cái cây thù đù nè, cây này lâu lắm mới gặp mà bữa nay chưa chín. Cây này chỉ có những ai có tuổi thơ dữ dội mới biết được trái này ha. Trái này nó chín nó vàng á, mọi người đập cái bọp vậy. Xong rồi lấy cái nhân ra ăn bọp ngon. Tới cái khúc phần bờ kè xong mà vẫn còn có bếp tưới tự động nè. Em Mai mời cả nhà mình qua tham quan cái ven sông nha. Khu này có một cái cây dâu tằm. Bờ kè bằng sông, lấn sông kìa. Hái dài trái dâu tằm chứ. Đây là cây dâu tằm ở cuối đất cả nhà ơi. Cái này mình ngâm rượu hoặc làm nước uống là tốt cho sức khỏe lắm nghe. Rồi mình đi tới cái điểm mạnh nhất của bất động sản này đi. Em mời cả nhà mình ngắm mặt tiền sông nha cả nhà. Đây, ở đây thì em sẽ quay kỹ cái phần sông này và chia sẻ tổng quan thông tin của bất động sản. Ở ngay mặt sông này thì chủ đã làm bờ kè đó. Đây là cái phần bờ kè nha, bờ kè bê tông, sau đó là họ làm hàng rào lên để đảm bảo an toàn nè. Đây phần bờ kè, phía dưới này họ trồng một số cây ăn trái. Đó là cây sim tím nè, cây sim, cây sung. Rồi về ranh giới hai bên là có ranh giới nha cả nhà, hàng rào hai bên đó, hàng rào bên trái và hàng rào bên phải. Bên đây là so với hàng xóm nè, chúng ta đã có ranh giới rất là rõ ràng, không có bị lấn chiếm một mét nào hết nha. Rồi và phía dưới có vài điểm nhấn như là gắn vài những cái cột như thế này và trồng những cái bụi bông giấy. Thì xin phép tổng quan thông tin lại bất động sản này như sau. 1.000 em lấy xong á, lấy xong cho anh chị thôi. Đây em Mai đang đứng tại sông Đồng Nai. Ở đây là một cái bất động sản cần bán, có diện tích là 1.600m2, ngang 15 và dài 110. Về pháp lý là có sổ riêng và chủ đang nộp hồ sơ lên 200m thổ cư, và cái giá bán này đã bao gồm có 200m thổ cư đó luôn, anh chị yên tâm. Tại địa chỉ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách đường Đa Lộc, đường nhựa kiểu mẫu nông thôn mới chỉ 200m, và cái giá bán là 5 triệu 1m2, thành tiền là 8 tỷ cho cái bất động sản này. trên đất á, là đã có cổng hàng rào bao quanh kiên cố, trồng hoa lá, trồng hoa dọc đường đi, một khu rau sạch, một cái căn nhà tiền chế container có nhà ở và nhà kho, nhà vệ sinh. Rồi toàn bộ cây trái trên vườn thì bắt đầu đã cho trái rồi, ví dụ như dâu tằm, bầu, mướp, bên kia có mướp, mít, chôm chôm, sầu riêng. Mỗi thứ là bà xã anh thích ăn gì thì anh trồng mỗi thứ một cây. Cho nên là anh chị nào mà về ở với cái bất động sản này thì mình sẽ không cần phải trồng thêm gì nữa, mình chỉ làm đẹp nó thôi ha. Rồi cái bất động sản này nó có cái là nó có cái điểm mạnh á, là nó có chiều dài nhiều ha cả nhà ha. Sổ sách đầy đủ và giá rẻ, chỉ 5 triệu một mét vuông cho bất động sản này. Tới đây thì anh Mai chia sẻ luôn một cái thông tin nữa là với cái bất động sản mà nó đã có bờ kè nè, cổng hàng rào và cây ăn trái, nhà ở, điện, nước, wifi đầy đủ hết như thế này, 5 triệu một mét vuông á. Và kế bên đây đi ra mọi người luôn coi. Thì nói chung là cái bất động sản này tới đây là 8 tỷ 5 triệu một mét vuông ha. Rồi ra đây em chỉ luôn, ra đây em chỉ cả nhà mình. Về phía bên tay phải cắt cái miếng này một miếng là giá bán là 4 triệu 2 một mét vuông. Thì nó sẽ chưa có hàng rào, chưa có làm bờ kè, chưa có làm bờ kè và chưa có điện nước wifi. Em đi trước cho chị đi sau. Thì nhân dịp giới thiệu cái bất động sản này thì em Mai sẽ giới thiệu luôn cái miếng đất kế bên nó còn rẻ hơn nữa. Thì rẻ hơn là nói về rẻ hơn thì về đơn giá nó rẻ hơn thôi, nhưng mà trên đất nó lại chưa đầu tư cái hàng rào, chưa đầu tư cổng và chưa đầu tư bờ kè thôi. Chứ ai trái bầu mướp quá trời quá đất. Có lá giang nữa hả? Để đây hả? Chúc mấy đứa lấy bịch đựng nha cả nhà ơi. Nói thiệt chứ với cái bất động sản này thì là nó là cả một cái ước mơ của tụi mấy chị em nhóm em Mai chứ. Có tiền á mình mua, bây giờ nó rẻ rồi hả, được sản phẩm đẹp, quá trời sự lựa chọn luôn. Bất động sản bây giờ ngon quá trời ngon. Ngang 15 mét, bố trí rất là đẹp. Em Mai nghĩ thì cái này á, trong thời gian mình chờ cấp thổ cư á, thì mình có thể đặt cái nhà tiền chế, còn không thôi rồi mình cứ mua trước, lúc mình về á, có thổ cư thì mình sẽ xây nhà kiên cố được ha. Chiều dài 110 mét mà. Ảnh ấy, cái toàn bộ thiết kế này là kiến trúc sư thiết kế á, ảnh sẽ gửi bản vẽ cho bên người mua luôn ha. Rồi 1.600 m2, ngang 15, dài 110, sổ riêng, có 200 m thổ cư, giá 5 triệu một mét vuông cho cái bất động sản này. Đường trước đất khoảng 10 mét thì chủ động đã thục vô rồi. Đây là sản phẩm 5 triệu một mét vuông, bất động sản ven sông tại Đồng Nai. Và kế bên có một cái bất động sản giá rẻ 4 triệu 2 một mét vuông, mời cả nhà coi luôn. Rồi tới đây là 4 triệu 2 đây cả nhà ơi, bà con cô bác ơi. Từ đây kéo dài qua 4 triệu 2 một mét vuông, nhưng gì có diện tích từ 1.000 cho tới 10.000 mét vuông, 1 hecta mà anh chủ ảnh đã làm từng sổ riêng hết rồi. Bắt đầu từ đây kéo dài lên, cũng con đường này thì chúng ta có lợi thế là đường 10 mét, đất này giáp sông y như đất kia luôn. Ngang khoảng 10, dài 110, là khoảng 1.100-1.200 mét vuông một sổ. Pháp lý là sổ riêng, mỗi sổ có sẵn 150 mét thổ cư, không phải đợi gì cả cả nhà ha. Đây, với cái bất động sản này em Mai thật lòng chia sẻ là đây là một cái bất động sản ven sông giá tốt nhất tại thời điểm này. Những cái bất động sản ven sông á, thường là nó sẽ vào hẻm rất là sâu, thì nhưng mà bất động sản này là không vào không sâu ha. Đây là một cái bất động sản nó có tổng diện tích là 1 hecta. Chủ đã chia ra thành nhiều sổ, khoảng 10 cuốn sổ, mỗi cuốn sổ có diện tích từ 1.000. Anh chị nào thích dáng thon chân dài thì mình mua một sổ khoảng một sào 1.000 m2 thì ngang 9 mét mấy á, dài 110, 9 mét 1 dài 110 thì có 150 mét thổ cư, giá chỉ 4,2 tỷ thôi. Ở đây là 4,2 triệu 1 m2 ha, mua bao nhiêu mét nhân bấy nhiêu mét ha. Còn nếu như mà anh chị nào thích mà em nào mập mà có bề ngang chút, mập như em Mai á, thì mình có thể mua 2 lô. 2 lô thì mình sẽ ra được 19 mét, dài 110 hết, chiều dài ở đây là 110 mét ha cả nhà ha. Trước là giáp đường 10 mét, sau là giáp sông Đồng Nai. Cứ chiều ngang mỗi lô là 9 mét 1 dài 110. Muốn mua mấy lô bán hết, 4,2 triệu 1 mét, có 150 mét thổ cư pháp lý sổ riêng. Địa chỉ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Và hồi nãy em Mai có bổ sung cái đoạn đường đi từ đường tỉnh lộ 768 vào đây á, thì để cho cả nhà mình xem đó là cái đường đi để yên tâm nha. Rồi xin tổng kết bất động sản ở đây: 4,2 triệu 1 m2, chưa xây hàng rào, chưa làm bờ kè, chưa có điện nước wifi. Còn 5 triệu thì đã có toàn bộ rồi, như cả nhà coi. Mua bao nhiêu cũng có, nguyên dạng này ha cả nhà, 1 hecta. Các anh chị vô xem đất. Ở đó có bụi lá giang. Anh chị vô xem đất. Anh chị ơi, cơ hội sở hữu một bất động sản ven sông, đường to, giá rẻ, pháp lý chuẩn, có sổ riêng. Mà bất động sản ven sông á, thường hiếm có sổ tư lắm. Mà ở đây nha, bản đồ quy hoạch ở đây đất hồng toàn bộ nha. Đất ở cả nhà, đất ở nông thôn nha. Địa chỉ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách đường Đa Lộc chỉ 200 m. Một bất động sản thỏa tất cả những yếu tố về pháp lý sổ riêng, có thổ cư, đường bự, giáp sông, giá mềm 4,2 triệu, 5 triệu đang là một cái sản phẩm chờ anh chị đến xem và chốt đơn nha. Em Mai rất là chân thành mong muốn là anh chị gọi điện thoại cho em Mai để đi xem bất động sản ven sông này, giá rẻ nha cả nhà ơi, pháp lý chuẩn. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.